Xin chào tất cả anh em. Cái khẩu bật lửa súng M1851 này mình cũng đã bán được rất là lâu rồi. Nhưng mà vì nó quá đẹp, hôm nay mình lại phải quay lại cái clip này để hướng dẫn lại cho anh em là chưa xem thì có thể là xem lại. Bởi vì nó quá đẹp, anh em không sở hữu thì rất là tiếc phí cuối năm rồi. Anh em nào chưa có cái khẩu này thì tiếc lắm. Đây là mẫu súng của chỉ huy mà giới quý tộc và thượng lưu châu Âu thường hay sử dụng vào thế kỷ 20, thế kỷ 19. Đó, ngọn lửa đây. Họa tiết hoa văn này. Đẹp, cầm trên tay nặng khoảng độ 0,7 cân, 0,8 cân, nặng lắm. Còn đây là cái kệ đỡ để trưng bày nhá. Đó, anh em có thể trưng bày. Trước đây thì mình bán khẩu này giá là 800 ngàn. Nhưng bây giờ giảm giá cho anh em 650 ngàn, bao ship, hàng full box. Đây, lỗ này để bơm ga được. Nhà mình cũng có bán luôn cả bình bơm ga, anh em nào cần mua thì cứ nhắn tin cho mình. Cận cảnh ngọn lửa đẹp luôn, chống gió. Rất là nặng, súng rất là nặng. Đây là hộp. Hộp nhá. Đó. 650.000. Ok, xin cảm ơn anh em.